Nhà đẹp, bếp sang, lựa chọn thiết bị nhà bếp phù hợp là không dễ dàng. Nay đã có bộ thiết bị nhà bếp quốc dân Sunhouse gồm bếp và hút mùi SHB-CB-QD02BH. Được cho là bộ đôi kết hợp hoàn hảo cho không gian nhà bếp thêm hiện đại, tiện nghi. Bếp đôi điện tử Sunhouse với thiết kế thời thượng, sở hữu mặt kính Ultra Vitro Ceramic bo viền sang trọng. Chế độ Booster nấu nhanh giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng, đặc biệt dành cho các món nấu hay luộc. Bảng điều khiển cảm ứng slider control nhạy bén, bạn dễ dàng điều chỉnh 9 mức nhiệt chỉ với một lần trượt nhẹ. Đa dạng tính năng thông minh như hẹn giờ tới 4 giờ, khóa trẻ em an toàn, tạm dừng nấu, tự động ngắt khí nấu tràn. Nổi bật trong bộ thiết bị nhà bếp là sản phẩm máy hút mùi kính cong sang trọng, kết hợp công nghệ Smart Motion hiện đại, điều khiển bằng cử chỉ tay thông minh, bạn có thể dễ dàng bật tắt máy và điều chỉnh tốc độ hút mùi một cách tiện lợi. Với công suất 750 m³/giờ và 3 tốc độ hút đa năng, máy sẽ cho hiệu quả hút mùi tối ưu, giúp loại bỏ hoàn toàn mọi loại mùi thức ăn. Tấm lý lọc được thiết kế thông minh, dễ dàng tháo rời, giúp bạn tiện lợi hơn trong việc vệ sinh. Bên cạnh đó là đèn LED dạng thanh, tạo điều kiện ánh sáng tốt, giúp việc nấu nướng thêm thuận tiện. Bộ thiết bị nhà bếp quốc dân là sự kết hợp tuyệt vời giữa bếp từ hiện đại, tiện ích và máy hút mùi thông minh, sang trọng, cho không gian sống thêm phần hiện đại, cho cuộc sống nâng tầm tiện nghi. Bếp đôi điện tử hút mùi SHB-CB-QD02BH là lựa chọn hoàn hảo cho mỗi gia đình.